Đó, nắm tay kìa chị ơi. Em chào chị. Rồi, hai em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhá. Dạ, em là Nguyễn Châu Đoan. Dạ, em tên là gì? Phạm Thanh Như Ý. Phạm Thanh Như Ý. Tên rất là đẹp. Và Như Ý. Dạ, em đố anh chị hai đứa em bao nhiêu tuổi? Tầm 19-20. 19-20 hay 18, cho nó 20 đổ lại, 18-20. Dạ, em 21. Em 25. Em thấy mấy bạn ở Bách Hợp á, trẻ ơi là trẻ. Trẻ. Bao nhiêu cặp rồi? Đố anh chị là em với lại bạn này là ai kèo dưới ai kèo trên? Sao đố hoài vậy? Mà được lên một cái đố hoài cho ông. Ở đây kèo trên, áo vàng kèo trên, áo trắng là kèo dưới. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cho anh nghe về câu chuyện tình yêu của hai đứa đi. Dạ, hai em quen nhau là ngày 3 tháng 12 năm 2016. Đến hiện tại bây giờ là 2 năm 3 tháng 21 ngày. Trời, nhớ chính xác vậy đó hả? Cơ duyên nào đem hai em đến với nhau? Hai đứa em đều là những mảnh ghép mà không hoàn hảo, đều bị chia tay với mối tình. Em mới thấy bạn á đăng tút lên trên Zalo á, nên là em mới vào bình luận an ủi. Bạn ở Bình Dương, còn em là ở Sài Gòn. Bạn mới lên Sài Gòn là hẹn gặp em lúc 12 giờ. Từ Bình Dương chạy đến 12 giờ đêm. Ôi em gan quá ha. Trong lòng nghĩ thôi giờ hứng thì đi đi. Chứ cũng không biết có chịu ra mặt không. Cũng nói chung là sợ phiêu rồi. Phiêu không hứng nó lên tới cổ hả? Không nhét nó xuống được hả? Rồi điện, lấy điện thoại điện luôn. Bữa nhắn tin cho em nói là ăn gì chưa. Cái em mới trả lời là chưa ăn gì hết. Là không thấy trả lời cho em luôn. Là em tưởng là chắc bận rồi hay gì cái ngủ mất. Lát mở mắt dậy thấy đem tới một hộp cơm cho em. Là chạy từ Bình Dương lên Sài Gòn. Xong rồi trong túi chỉ có 40 ngàn và không có xe luôn. Mượn xe ta đi. Cái này cũng là chiêu. Rồi ăn hộp cơm là coi như là dính luôn đó. Thích liền hả? Là về thầm ôm trộn nhớ vậy đó. Nhớ nhung hoài luôn. Nhắn tin làm phiền em hoài luôn. Em đi làm là 6 giờ sáng mà nhắn tin tới 2-3 giờ sáng. Em kêu ngủ đi trời cho tôi đi làm nữa. Mà nó không chịu ngủ. Nó không chịu đâu, không chịu đâu. Nó nhõng nhẽo, nó không cho em ngủ luôn. Kèo trên mà nhõng nhẽo là sao? Không chịu đâu, không chịu đâu, không chịu gán chịu. Ai quyết định là sẽ ra riêng ở chung với nhau? Tại vì lúc đó là em vẫn còn đang bị người yêu cũ là làm phiền, đúng rồi. Kiểu như ghen á, ghen thầm á, vẫn chưa nói là thích em mà. Ghen sao? Đi xuống dưới này với tôi đi, đừng ở trên đó nữa. Tôi thấy vậy tôi khó chịu lắm. Em cũng đồng ý xuống, nói xuống lo cho em đi kiếm việc làm cho em. Sao em dễ quá vậy em? Có khi dụ em sao? Đúng rồi, dụ em á. Tại vì xuống đâu có xe đâu. Ủa không có xe thì hai đứa di chuyển đi làm đi. Là đi mượn bạn. Lúc đó khổ lắm mà. Không có xe, không có tiền gì. Rồi hai đứa sống như nào? Lúc đó là em vừa nghỉ công ty á. Là còn có lương trên công ty. Còn bạn này là không có luôn. Là đi bán hàng online. Được ngày được đồng. Còn ngày thì không có ai đặt thì không có tiền luôn. Đi mua đồ ăn á. Là cũng mua nợ. Mua nợ ngoài quán người ta là 3 triệu á. Em xuống là em lấy tiền đông lo em trả nợ cho. Mới đầu là kiếm việc làm là khó khăn, là công ty không tuyển tomboy, không tuyển tóc ngắn. Vô mấy cái trung tâm mà giới thiệu việc làm á, xin làm được công ty kia nó nhận đúng 8 ngày là thôi. Hết hàng nó không cho làm nữa, đuổi. Là nhận đúng cái lương đó là lo ăn, lo uống xong kiếm được cái công việc là làm quán nhậu. Hai đứa vô làm, lương trời, người ta tomboy, nhưng mà con người sao không nhận. Mấy người này kỳ quá. Nhiều người ta nhìn không có hợp mắt. Kỳ, không hợp mắt cái gì người ta làm việc được thôi chứ. Tự nhiên không hợp mắt sao mới là hợp mắt. Không, ý em bảo là ở ngoài xã hội á, nhiều người ta ở nhìn người ta không thích. Ở ngoài xã hội rất kỳ, thật sự rất là kỳ cục, rất là kỳ cục. Giờ cuộc sống lúc đấy đỡ hơn không em? Dạ cũng đỡ, nhưng mà bạn này thì bản tin người quá. Nên là bị lừa hoài à. Tới giờ em xin được việc làm chưa? Bây giờ em làm công ty rồi. Bây giờ mới xin được đúng không? Trước là xin không được. Nó mình vẫn đem hồ sơ vô vẫn nhận. Nhưng dạch hồ sơ ra hay sao á, nó chề mỏ này kia rồi nó khó chịu. Nhưng khi vô làm nhiều khi nó không thích mình, nó cũng kiếm cớ cho mình. Nó chẳng nghĩ. Nhưng bây giờ em làm được bền rồi đúng không? Dạ. Bình thường đúng không? Hai người bây giờ quen nhau cũng được vài năm rồi đúng không? Thì có cái kỷ niệm nào mà mình cảm thấy mình không bao giờ quên được không? Kỷ niệm đẹp nhất với em là hai đứa đi Đà Lạt. Ai cứ nói là lên Đà Lạt về sẽ chia tay. Chị Vinh Can yêu nhau đầu tiên là đi Lạt, nắm tay đi Lạt liền tay. Là về là một năm sau cưới liền tay. Kiểu như chứng minh cho ta thấy là không có phải lên Đà Lạt là chia tay. Không, Đà Lạt là chỗ hạnh phúc hẹn hò. Chờ chứ đâu ra chia tay vậy, mấy bạn đã bịa ra dễ sợ, không có chương trình đó. Giờ kỷ niệm nào mà buồn nhất của hai người? Buồn thì nhiều lắm. Đi xin việc làm không nhận là một. Đúng rồi. Rồi cái gì nữa? Bị lừa, giới thiệu việc làm mà còn bị lừa nữa. Ý kể chi tiết cái cú lừa đấy được không? Lường sao, thí dụ vậy. Để cho mọi người biết, mọi người tránh đó. Mới đầu là em đi vô trung tâm giới thiệu việc làm á. Cái nó điện em lên tới thành phố. Cái xong rồi nó kêu em đóng tiền. Nó bảo là làm đây là lương tháng là 8 triệu, 10 triệu gì đó. Nó không nói rõ.
Cái xong rồi em lên tới, nó bắt em đóng tiền trước. Rồi xong kêu em đi về Thủ Đức lấy quần áo. Rồi xong đi tới cái chỗ xin việc là ngay Ô Bình Dương. Cuối cùng vô hỏi á, bảo vệ cũng không nhận em luôn. Nó bảo em tóc ngắn không nhận. Rồi thêm cái là xăm này kia không thích. Rồi lương thực tế luôn chỉ có 5 triệu bạc thôi. Là gà. Là em về em lại mất tiền mà thêm mất tiền đồ nữa. Lúc đó em nói chung là không còn tiền luôn. Mình phải nợ đó. Mà bị lừa nhiều lắm. Hai đứa này làm quán nhậu được ít tiền á, dồn lại mua cái xe cũ. Bị lừa tiếp. Đưa cho người ta 5 triệu lấy cái xe. Xong lấy về là đi không được luôn. Đi không được, em gửi lại trả. Nó đưa lại cho em có 4 triệu thôi. Nó lấy 1 triệu. Nó nói là không gầy, mấy đứa em chạy xe của anh Hư. Khi mua nó nói cho mình chạy thử một tuần. Tại mình mua xe cũ lại mà. Lỡ rồi biết sao giờ cũng phải nén cầm 4 triệu đi năn nỉ người ta mua chiếc xe khác. Lúc đấy gia đình của Ý đâu? Nói chung là ba mẹ em ly thân. Bố mẹ em ly thân với nhau lâu chưa em? Dạ mười mấy năm à. Là em sống với ai hả? Dạ hồi đó thì em sống bà nội. Em tự lập nói chung là 14-15 là em đi lên thành phố làm rồi. Là một mình đi lên thành phố vậy đó? Dạ không à, em đi chơi thể thao. Ủa chơi môn gì em? Dạ bóng đá. Wow, bóng đá hả? Lúc trước mập lắm anh, tại giờ ốm rồi. Rồi gia đình của em, mọi người có hỗ trợ gì cho em không? Mẹ, ba mẹ em thì biết hết, anh chấp nhận. Cũng là nhà em cái chuyện đó là dễ lắm. Dễ? Dạ, nhẹ nhàng lắm, không có khó khăn như những nhà khác. Nhà khác em thấy là đấu tranh để sống với chính mình rất là cực khổ. Nhưng mà em thì lại khác. Em cảm thấy là em là người hạnh phúc nhất rồi. Không cần tiền, cần bạc, chỉ cần gia đình như vậy là hạnh phúc. Nhà em có anh chị em gì không? Dạ có anh. Chắc này ba mẹ em thương em và biết em từ nhỏ vậy rồi. Trong đó ba mẹ em không cảm thấy là bị hụt hẫng. Muốn cho gia đình biết thì gia đình cảm thấy là không bị sốc. Nên là gia đình bằng này là bình thường với em đúng không? Em thì lớn luôn, lớn mới phát ra. Hồi bé dạ. Là vẫn quen con trai hả? Hồi bé là em vẫn con gái bình thường, vẫn chơi những gì chơi bình thường luôn. Xong rồi là... Ủa sao lạ lùng vậy trời? Bao nhiêu năm mới phát ra? Là lên tới lớp 11 á. Sao tự nhiên phát ra vậy trời? Không là lúc đó tại vì trên em là trên kiểu như vùng sâu vùng xa, không có cái gì luôn. Kiểu như là lúc đó cũng không xài internet, không biết gì hết trơn á. Rồi mấy cái đó đâu liên quan tới chuyện mà phát ra đâu? Thích thì thích nhưng mà mình không biết mà cái đó là cái gì. À, mình không biết cái đó là cái chưa gì. Chưa có thông tin thích về cái thích, đó là thích, chưa? Thích con gái trong mình. Đúng rồi. Nhưng mà ngày xưa em đã từng thích con trai gặt. Có thích con trai gặt không? Có quen trai dạ, gặt? Dạ có gặt. Quen. Có quen trai gặt bình thường mà có cảm xúc không? Không nên em mới bỏ em. À không có cảm xúc thì em phải nghi là em là một mối giới tính khác đặc biệt chứ. Xong rồi em mới coi một cái bộ phim á, là Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn. Ừ. Mới có là Phượng Đê. Phim bắn súng. Đúng rồi, có Phượng Đê với lại một người con gái ôm hôn nhau này kia, tự nhiên em thích. Ừ. Em thích cái cảm giác vậy giống như trong phim. Son phấn lên thì bọn con trai chạy theo dài dài. Thế sao hôm trước chị bảo con Lê hấp dẫn hơn em? Anh em cũng mua cho em một cái điện thoại cảm ứng đó. Thế em lên coi. Em lên mà em tra, em không biết tra là sao hết. Em mới tra là gái yêu gái thì nó mới hiện ra led. Rồi em nhờ một người em tải cho em cái Facebook, làm một cái Facebook là để tên con trai. Xong em mới kết bạn hết tất cả những ai là led kết bạn hết luôn. Xong cũng nhắn tin với một hai người để tìm hiểu. Thì nhắn tin với một bạn đó là tóc dài. Tóc dài. Tóc dài, nhưng mà tự nhiên bạn đó lại làm chồng. Em mới thấy là em hỏi thì bạn đó là bạn là SB mềm. SB mềm hả? Mềm. Dạ. SB mềm là sao? Là có nghĩa là một người chồng nhưng mà tính mềm mại đúng không? Mềm đúng rồi. SB là giống như led mà đóng vai vợ. Hay là không? Không. Led là có SB với cái gì nữa đó đúng không? SB fem. À. Cho cái gì mà nhiều vậy trời. Thì giống như là gay thì sẽ có top là pop. Đúng rồi, đúng rồi. Không hiểu. Là SB với fem là SB là chồng. SB là đóng vai chồng. Dạ, fem là vợ. Fem là đóng vai vợ nhưng mà là mấy người led đó đúng không? Dạ. Nhưng mà trong SB lại có thêm mấy loại phương diện nữa. Là SB mềm là làm chồng như tóc dài, mềm mại. Còn SB cứng nữa là... SB cứng là tóc ngắn. Tóc ngắn. Mà làm chồng. Dạ dạ. Sao cái giới của em nhiều giới quá giới em nhiều lắm luôn á. Còn cái giới anh chị gọn gàng lắm. Gay. Những giới hết. Đúng. Đúng. Trong giới của em á, gay cũng có chồng, nữa. Có vợ mà. Gay có chồng rồi thôi, rồi với là những người chuyên giới hết. Đó điểm cho chị coi. Chị từ đó cho thật sự chị bị hoang mang á. Cái gì mà bi mềm, bi cứng rồi rồi. Đúng rồi. Rồi cái gì nữa? Fem. Fem là cái gì? Là vợ. Fem là vợ. Là vợ. Vợ là có vợ mềm với vợ cứng không em? Dạ không. Không à? Vợ là yếu rồi, là mềm rồi, còn cứng đâu được. Cứng sao đóng như vợ được. Ví dụ như bạn này nhá, là một người nhìn rất cứng như là vợ.
Tụi em là FB gay. Gay là giống giống như anh á, là FB gay thuộc cái đặc biệt là đã hai đứa tóc ngắn rồi. Tóc ngắn quen. Quen nhau. Trời ơi, tôi cái thằng nào quá à. Thiệt á. Không, thật ra nó mà không mà hiểu. Nhưng mà tại vì trong cái giới này người ta biết yeah. Mình thực sự mình nói. Chuyện ngày xưa chuyện nghĩ là hai người lét. Thì một người đóng vai vợ, một người đóng vai chồng hết. Dạ, em thấy rất là thú vị á, có nghĩa là thì biết là thú vị nhưng mà mình bây giờ mình mới hiểu được là cái gì nó nhiều quá vậy. quá nhiều đi. Đúng rồi, nhưng cái mà hai đứa em bị kỳ thị nhiều lắm. Kỳ thị ta đi, kỳ thị ta chứ. Tại sao kỳ thị? Trong giới hồi xưa là lúc nào cũng một ngắn một dài. Nó là ủa, hai đứa tóc ngắn mà quen nhau bộ là hai đứa là phong trào hả? Trong giới của anh có hai bạn thoát quen nhau hả? Hai đứa tóc ngắn bình thường, ta đồng cảm với nhau. Anh thấy tình có tình cảm thì quen nhau thôi. Có tình cảm và đồng cảm với nhau là yêu, không cần biết cái gì. Hai người ta tóc cứng vẫn quấn nhau với nhau mà dạ, một người trúng một người yếu cũng vẫn với nhau được. Dạ đúng. Nhưng mà hai đứa chuyển giới là không có chuyện với nhau mẹ. Hai đứa chuyển giới là không có chuyện với nhau mẹ. Có chuyện giới trai với chuyện giới gái yêu nhau được. Không. Có chị ơi, trên bài có. Không, bữa nó có kìa, cưới luôn. Không, chị ơi, tập đầu tiên của mình. Hiện trường hợp hiếm thôi. Đúng rồi. Bây giờ chị. Nhưng mà hai bọn em đâu phải là hiếm hoi, với lại mấy bạn kia, anh chỉ muốn hỏi là lý do gì họ lại kỳ thị bọn em? Họ nghĩ là tóc ngắn là phải quen tóc dài như vậy đó. Ủa, ở đâu ra cái luật đó? Không có cái luật đó nha. Tụi em không thích đâu. Mấy năm trước không hề thích luôn. Nhìn vô cái nói ừ hai này nghĩ sao hai đứa tóc ngắn quen nhau. Nhìn thấy ghê. Nói vậy luôn anh, nói thẳng luôn. Bởi vì em muốn nói cho mọi người biết cái đó cũng chỉ là tên gọi thôi. Quan trọng là cảm xúc của mình. Đúng rồi, cảm xúc thôi. Còn người ta thích tóc ngắn hay tóc dài là cái sở thích của người ta để tóc modern. Thật sự giống như bây giờ chị làm con gái là chị chỉ thích con trai gạt, không phải cho gạt là chúng thích. Chỉ thích con trai gạt, không phải cho gạt là chúng thích. Mất cảm xúc. Anh nghĩ như vậy là đừng có phân loại bản thân mình. Đúng rồi. Cứ đi theo cái cảm xúc của mình thôi, nó như nào thì mình là như vậy thôi. Trong giới không giúp nhau thì thôi lại còn kỳ thị nhau. Sao? Mọi người kỳ thị mình chưa đủ hay sao? Bởi trong giới mình còn kỳ thị, đừng nói là người ngoài người ta không kỳ thị.